Theo Bộ Quốc phòng Israel, các chiến đấu cơ nước này đã không kích khoảng 1.000 quả tên lửa mà Hezbollah chuẩn bị khai hỏa về phía Israel, cùng khoảng 100 hệ thống pháo và mục tiêu khác ở miền Nam Liban. Ngoài ra, nhiều tòa nhà, cấu trúc quân sự và kho chứa vũ khí của nhóm vũ trang Liban cũng bị săn phẳng. Hoạt động tấn công được đặc biệt đẩy mạnh sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận có hai binh sĩ thiệt mạng và 9 quân nhân bị thương trong các cuộc không kích tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah vào miền Bắc Israel theo một số nguồn tin an ninh Liban, loạt cuộc không kích tối qua nằm trong số những đợt oanh tạc dữ dội nhất của Israel vào Liban kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới đầu tháng 10 năm 2023 giữa IDF và Hezbollah. Cùng với việc đẩy mạnh không kích vào Liban, quân đội Israel kêu gọi người dân tại các cộng đồng dân cư khu vực biên giới phía Bắc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng bị, bao gồm việc ở gần các hầm trú ẩn, hạn chế di chuyển ra ngoài và tập trung đông người hồi giữa tuần idf cũng thông báo đã triển khai tăng cường thêm một sư đoàn tác chiến từ giải gaza về mặt trận phía bắc nhằm chuẩn bị cho kịch bản leo thang chiến sự với hezbollah